Cô Hồ bên năm nay đi thẳng cô. Anh chỗ đấy con hô bên nó 2 năm nữa, chỉ có 2 hô nữa. Cái này nghe anh nghe chị đâu kia bảo có 2 hô bên nó 2 luôn. Đấy không rõ lắm. December 27, 1972. Most penetrated army contributed to achieving victory delivered in the air between the U.S. and Paris. Rồi chấm thôi là chấm.